con bắt đầu khởi lên ý bất kính nhưng con kịp rằng lại con cũng từng nghe thầy thích chúc thái minh nói như vậy là kiếp trước đã từng bất kính với tam bảo xin sư cho con lời khuyên và sám hối sư thì không biết Rồi, Um, khi khi mà cái tâm chúng ta đối đối mặt với cảnh đó, nó có hai loại ha. uh, thứ nhất đó là nó thuộc về cái quả cái quả của nghiệp cái quả cái thứ hai là nó thuộc về cái nhân cái của nghiệp tức là như thế nào uh, sẽ lấy ví dụ như khi chúng ta nhìn vào một cái uh, toa hoa mà mình yêu thích ha thì khi mà cái cái tâm thích thú nó khởi lên á khi mắt nhìn thấy cái bông hoa cái tâm thích thú khởi lên cái tâm ưa thích khởi lên thì nó là do cái quả cái quả của cái cái nghiệp cũ nhưng mà khi mà chúng ta chạy theo á chúng ta chạy theo nó chúng ta chạy theo nó thì nó lại trở thành cái nhân cho nghiệp mới cho nên rất nhiều những cái quả của nghiệp cũ nó là nhân cho nghiệp mới ừ, chờ tí xíu nữa ví um, hoặc là ví dụ như uh, do mình uh, làm một cái việc uh, bất thiện nào đó ở quá khứ, cho nên uh, mình mới phải mình khi mà mình uh, gặp một cái người đàn ông hoặc một người đàn bà thì cái tâm ái luyến nó mới khởi lên và cũng do cái nghiệp quá khứ mà khi mình nhìn một người đàn ông hoặc một người đàn bà cái tâm bất mãn nó khởi lên. thí dụ như đời quá khứ mình từng là vợ hoặc là chồng của nhau, thì đời nay gặp lại đó thì có khả năng là vừa gặp nhau thì cái tâm ái nhiễm nó xuất hiện. nó là quả, nó là quả của cái nghiệp cũ. hoặc là đời trước mình từng oan trái với nhau, đời nay vừa gặp nhau là cái tâm sân nó xuất hiện. nó là quả của nghiệp cũ. quý vị phân, quý vị hiểu cái chỗ này chưa? phải hiểu cái chỗ này nha có những khi các cái giác quan của mình nó tiếp xúc với các đối tượng nó khởi lên nó khởi lên một cái kết quả có thể nó là cái quả của nghiệp cũ sư không nói tất cả nha sư không nói tất cả nhưng mà rất nhiều trong số đó là nó là cái quả của nghiệp cũ rồi khi ví dụ như à, có trường hợp ở trong kinh tàng ấy, một vị vua vừa nghe đến phật bảo xuất hiện ở thế gian vị này hoan hỷ hoan hỷ uh, giống như là bị xét đánh vậy đó và do cái niềm hoan hỷ nó quá mạnh đi cho nên vị này ngất xỉu tại chỗ rồi khi vị này nghe pháp bảo xuất hiện ở thế gian vị này quá hoan hỷ cho nên cũng ngất xỉu tại chỗ khi tỉnh dậy nghe câu thứ ba là tăng bão đã xuất hiện ở thế gian vì này lại quá hoan hỷ do đó vì này ngất xỉu tại chỗ thì cái tâm mà nó hoan hỷ xuất hiện á cái tâm hoan hỷ xuất hiện á nó là quả của nghiệp cũ do đâu do đời trước do đời trước à, vị này đã ok do đời trước vị này đã um, từng thực hành cái đề mục là tùy niệm phật thành ra vị này có cái um, Uh, có cái ấn tượng rất là mạnh Đối với Tam Bảo Đấy Hoặc uh, Là um, Có những cái Có những cái chúng sanh, có những chúng sanh Vừa gặp nhau là uh, Đã muốn giết nhau rồi uh, Ví dụ như có những Thời quá khứ của Đức Phật ấy, uh, Khi vào Thời Đức Phật Có những vị tỳ kheo Uh, gặp cái con bò đó Con bò nó hút các vị này chết ừ. Thì Cái chuyện nó xảy ra là do quả của nghiệp cụ Rồi Như sư nói hồi nãy Khi có vị nhìn thấy Phật nghe, nghe Phật xuất hiện ở thế gian Pháp xuất hiện ở thế gian Tăng xuất hiện ở thế gian Các vị đã hoan hỷ Thì cũng có những người Khi mà nghe đến Phật Pháp và Tăng Thì tự nhiên Tự nhiên cái suy nghĩ bất thiện nó xuất hiện ừ. à, đó thuộc về cái quả của nghiệp quá khứ do mình đã tạo cái nhân tương ứng những vấn đề nó như thế này từ cái quả quá khứ đó nó cho ra một cái nó cho ra cái nhân mới nó cho ra cái nhân mới thì mình giải quyết như thế nào với nó đó mới là cái chuyện quan trọng Ví dụ như trong trường hợp của quý vị, mình vừa mới nhìn thấy hình Phật, tượng Phật, tự nhiên là mình có cái 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 ác cảm thì đó thuộc về cái quả của nghiệp cũ. Nhưng mà làm sao để mình không khiến nó trở thành cái nhân cho nghiệp mới, nó là như thế này. Phát hiện ra nó ngay. Cái chuyện mà mình nhìn thấy Phật, mình nghe mình nghe cái chữ Phật hoặc là tiếp xúc với những uh, cái liên quan đến tâm bảo mà mình có những cái cảm xúc tiêu cực thì nó hoặc là những cái suy nghĩ tiêu cực nó xuất hiện thì nó thuộc về cái cái quả của nghiệp cũ. Cái vấn đề chưa trở thành vấn đề. Nó chỉ trở thành vấn đề khi mà mình không phát hiện ra nó và mình không giải quyết nó và bởi vì khi mà mình không phát hiện ra nó và mình không giải quyết nó thì nó lại trở thành cái nhân cho nghiệp mới sư hy vọng là quý vị hiểu cái chỗ này chỗ này nó hơi rắc rối bởi vì nó dính dáng đến nghiệp và quả của nghiệp và nó khá là khó nhận biết ừ. như vậy vấn đề đến ờ, chúng ta sẽ giải quyết cái chuyện này như thế nào đầu tiên phát hiện ra nó phát hiện ra cái tâm bất thiện tâm bất kính đối với tam bảo xuất hiện phát hiện ra nó trước và sau đó giải quyết nó ừ. giải quyết nó thì chúng ta có nhiều cách có rất là nhiều cách à, hoặc là nếu mà nhắm mình chưa có đủ mạnh mẽ thì trước hết là tạm lánh tạm lánh ừ, tạm lánh nếu mà quý vị tại vì có nhiều có nhiều vị đó có nhiều vị vào thời đức phật không có duyên với đức thế tôn tức là vị này không có ưa thích thế tôn nhưng mà lại cảm mến một những cái vị tỳ kheo khác ví dụ như trường hợp mẹ của ngài xá lợi phất tại sao đức thế, thế tôn không có độ bà à, mà trong khi đó bà rất là hận tăng đoàn tức là cả tăng đoàn từ đức phật cho đến chư thánh tăng không ai có khả năng độ bà hết nhưng riêng ngài xá lợi phất ngài có khả năng độ bà chỉ riêng một mình ngài thôi toàn bộ tam bảo, toàn bộ tăng đoàn chỉ có riêng một mình ngài có khả năng độ bà thôi. Tức là nếu như mà mình cảm thấy là mình gặp Phật mà mình không có duyên, mình gặp Phật bị những cái suy nghĩ bất thiện nó khởi lên mà mình không giải quyết được thì có một trong số những cách đó là mình kiếm vị khác có duyên. Ví dụ như à, quý vị có thể cảm mến một vị tỳ kheo nào đó À, mà đương nhiên là vị tỳ kheo này phải có chánh kiến nha, phải có chánh kiến nha. Bởi vì quý vị đi theo một cái vị mà không có chánh kiến là quý vị chết, chết thẳng cẳng, chết không có bàn cãi gì ở đây hết. Ừ. À, đó là một cách cái thứ hai là quý vị thực hành các cái đề mục chỉ và quán. Ví dụ như à, quay trở lại với hơi thở hoặc là quay lại với đề mục giải tâm tư hoặc là quay lại với các cái địa mục tùy niệm à, đó là các địa mục thiền chỉ à, hoặc là quý vị chúng ta thực hành tư niệm xứ à, chúng ta thực hành tứ niệm xứ tức là thấy rõ cái tâm bất thiện nó xuất hiện thấy rõ nó thấy rõ nó ừ và giải quyết nó hoặc là quý vị thực hành tứ chánh cần tức là gì cái tâm bất thiện đã có mặt thì làm cho nó biến mất ừ. rồi cái tâm thiện chưa có mặt thì làm cho nó có mặt ví dụ như trong đầu quý vị đó trong đầu quý vị có những cái âm thanh có những cái hình ảnh uh, phỉ bán thế tôn thì mình dùng âm thanh dùng hình ảnh khác để mà mình ác nó ví dụ như con đành lệ đức thế tôn bậc a la hán trên đẳng giác con đành lệ đức thế tôn bậc a la hán trên đẳng giác liên tục như vậy tức là mình dùng mình dùng cái đề một tùy niệm phật để mà mình ác lại mà. thì nó vẫn là một khả năng vẫn có khả năng nha vẫn có khả năng ờ, thành ra là chúng ta có khá là nhiều cách ừ, quý vị có thể tham khảo để xem coi uh, là mình có những cái cái phương pháp nào hoặc À, là nếu như mà mình à, à, Không có muốn à, Nhìn hình ảnh của Phật Thì mình có thể suy tư về Pháp hmm. Ví dụ như à, Những cái Pháp nào Mà nó không có cái chữ Phật ở trong đó Ví dụ như Vô minh duyên hành Hành duyên thức Thức duyên danh sắc Danh sắc duyên lục nhập Lục nhập duyên xúc Xúc duyên thọ Thọ duyên ái Ái duyên thụ Thụ duyên hữu hữu ừ, duyên sanh sanh duyên ưu bi lão tử. Này. Quý vị à, lập đi lặp lại à, các cái về pháp liên tục như vậy thì nó cũng là một cách ừ. một cái bài pháp nào đó mà quý vị cảm thấy nó tâm đắc hoặc là hợp với mình đi. À, quý vị lập đi lặp lại rồi suy nghiệm cái cái ý nghĩa của nó. Chứ không phải là mình tụng như con vẹt nha, không phải tụng như con vẹt. À, như sư nói hồi nãy khi mà sư suy nghĩ, sư tư về 12 nhân duyên, à, theo trì thuận thì à, phải hiểu ý nghĩa của nó. Ừ. Chứ không phải là cái kiểu mà mình coi nó như là một cái câu chú, rồi mình tụng giống như là hàng ma thập bát chú á, thì nó nó, nó đi lệch ha, nó đi lệch.